Hello cả nhà. Bữa nay á thì mình mua được cái cá salmon này, nó rất là tươi luôn á, nhìn nó rất là ngon luôn á ha cả nhà. Thì mình sẽ làm cá hồi kho tiêu. Thì bữa nay mình sẽ dùng một ít cá hồi đây. Ở đây thì mình có hành tím băm, hành lá và tỏi. Tỏi á, khi mà mình kho mình thích để nó to to như vậy nè cả nhà, tại vì mình thích ăn như vậy á. Với lại mùa này á, mình ăn thêm tỏi nè, hành nè, để cho mình chống được mấy cái bệnh cảm rồi đó. Và hôm nay á, mình sẽ dùng nước mắm con mực và nước nước tương nha. Khi mà mình kho nước mắm với nước tương á, nó cái mùi vị nó rất là ngon luôn á. Và bây giờ mình sẽ đong cái nước mắm với lại cái xì dầu nha cả nhà. Ở đây á, là mình dùng cái muỗng muỗng hẫm này là mình hay ăn phở nè, nhưng mà mình sẽ không có đong nó đầy vung lên nha. Mình chỉ đong nó giống như là gần gần tới một cái muỗng thôi đó, thì là 2 muỗng nước mắm. Và 1 muỗng xì dầu nha. Xì dầu thì các bạn dùng cái hiệu nào cũng được. Bây giờ mình sẽ cho tới đường. Thì đường thì mình sẽ cũng dùng cái muỗng này luôn. Mình sẽ cho từ 3 tới 4 muỗng nha. Nếu mà ai ít ăn ngọt thì cho 3. Ở nhà mình thích ăn ai mà thích ăn ngọt có thì cho 3 muỗng nha cả nhà. À, quên, thích ăn ngọt thì cho 4 muỗng, 3 muỗng rưỡi tới 4 muỗng. Nhưng mà không sao, một lát nữa mình cũng sẽ nêm lại. Bây giờ mình sẽ thắng nước màu nha cả nhà. Cho miếng dầu với lại tí đường vô. Ở đây là 2 muỗng 2 muỗng cà phê á. Khi mà cái nước màu nó tới rồi nè cả nhà, đó thì mình bắt ra khỏi cái lửa nha, hoặc là mình ngưng mình tắt cái lửa liền. Và mình sẽ cho hành tím vô. Đây mình sẽ cho hành tím vô trước nha. Tỏi một tí xíu rồi mình sẽ cho vô. Rồi mình sẽ cho cá vô nha cả nhà. Lúc này nhớ là mình đã dặn lửa nhỏ, thiệt nhỏ luôn rồi đó. Sau đó mình sẽ cho cái nước xì dầu với cái nước tương vô nè. Nếu mà cái này nó đặc quá thì mình cho một tí xíu nước vô để mà mình cho cái đường nó tan nha. Rồi là bây giờ là mình sẽ nêm một tí xíu bột nêm nè cả nhà. Nửa muỗng cà phê ha. Nửa muỗng hoặc là gần 1 muỗng cũng được. Cho tí xíu tiêu vô. Bây giờ mình lật cái mặt nó xuống nha, để cho nó sẽ thấm đều hai bên luôn.
và mình sẽ để lửa vừa kho cho tới cái nước thì nó rút xuống keo keo lại nha cả nhà. Khi nước nó sôi và nó rút được hơn một tí rồi đó cả nhà, thì mình sẽ cho tỏi vô nha. Cái mùi nó rất là thơm luôn á, bây giờ nghe rất là thơm. Cái món này mà mình ăn với cơm trắng nè ha, rồi có rau luộc nè ha cả nhà, là khỏi nói luôn. Đây, nước của mình nó cũng đã cạn được một ít rồi ha cả nhà. Thì các bạn nhớ nêm lại nha, nêm theo khẩu vị gia đình nha. Bây giờ nó rút lại á, thì nó hơi lạc một tí xíu, thì mình sẽ cho thêm một tí xíu mắm và xì dầu vô nữa. Đừng có nêm muối nha cả nhà, vì cái vị của nước mắm với xì dầu này nó rất rất là thơm và rất rất là ngon luôn á. Đó, nếu mà các anh chị em nào muốn ăn nước nhiều để mà chan với cơm á, thì kho nó rút cỡ này là được rồi. Còn ai mà thích ăn khô hơn á, thì cứ để cho nó rút xuống nha. Cái chảo của mình nó đã xong rồi cả nhà ơi. Bây giờ mình sẽ cho thêm hành lá vô nè. Hành lá và một ít mấy trái ớt để phía trên cho nó đẹp nha. Mình không có cắt ra, tại vì có mấy đứa nhỏ nó ăn á, cho nít nó ăn luôn, cho nên là mình chỉ để lên trên cho nó có màu đẹp thôi. Rồi, như vậy là mình đã xong được cái món cá hồi kho tiêu nha cả nhà. Đây, nhìn cũng rất là hấp dẫn luôn ha. Thì cái này mình sẽ ăn với rau luộc và cơm trắng nha cả nhà. Và khi mà các bạn trở cá đó, nhớ là đừng có nhẹ nhẹ tay thôi, tại vì cá này thì nó sẽ bể ra. Nhưng mà cái cá này của mình á, hôm nay mình mua được tươi nè, cho nên là nó cũng rất là cứng luôn á. Đó, và cá salmon này á, là nó không có tanh, không tanh một chút nào luôn nha. Thì mình kho cái kiểu này ăn rất rất là ngon. Rồi, video của mình tới đây cũng hết nha cả nhà. Chúc các bạn sẽ có một bữa cơm thiệt là ngon cho gia đình mình. Và cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Bây giờ xin chào tạm biệt. Bye bye.